Nè mày ngã ngửa ra vậy nè. Đó. Đó. Ví dụ như vậy. Khoa cảnh báo là phần thi vừa rồi của chớm buồn khá nặng ký. Hãy cố gắng lên Hứa Phan Tâm Linh. Cố lên nha. Và yeah. 5 phút dành cho lớp tập thể hình của Hứa Phan Tâm Linh bắt đầu. Tiếp nhận bệnh nhân. Ồ quên, tiếp nhận học viên vô cái lớp yoga của tôi. Tặng trang phục này vô mà học yoga được, hiểu không? Đó. Sao có mình em ai vậy? Ờ đây là tôi là đây là gọi là lớp học cổ điển đó, mặc đồ vậy không đó. Tôi là hội trưởng, còn đây hội phó, vô làm quen từ từ đi. Tôi hướng dẫn cho bộ môn yoga. Yoga là nó nghĩa là sao, là nó khác da u, hiểu không? Không có liên quan chứ vậy. Không liên quan. Không có liên quan, nhưng mà mình học yoga cho mình chảy mà hôi ra mới là mới da u. Đó bắt đầu ăn hết luôn hả? Ăn hết luôn. Yoga là phải bài thế. Yoga phải phong trào nè. Bây giờ em lấy cái tay nè. Em lòn đây mà em móc lên từ cái ngực không? Ủa này. Đúng. À đâu em làm thử, coi. Em làm thử coi. Không biết rốt làm đâu được, đâu được không? Không đúng đâu. Qua phần khởi động luôn đi. Đây. Làm quen với lời hai trái bánh. Đây. Ôm yoga. Rồi. Phần thi đầu tiên phải tập cho xương sống. Là phải ngã ngửa ra vậy nè. Đó. Đó. Ví dụ như vậy. Cái phần khởi động nó là như vậy. Không hả? Em hòa nhập với đồng bọn đi. Làm đi. Em hòa nhập với đồng bọn đi. À, có rớt không? Không rớt đâu. Phải ngã ngửa ra. Ngã ngửa ra thả lỏng cơ thể. Sao vậy? Em làm. Tại vì sao em làm không có đúng bài. Không có đúng nè, bài. Có hội khó làm nè. Hội khó nè. Chết rồi, chắc động đất luôn quá. Chắc bể cái banh luôn quá. Rồi. Đấy quá. Rồi đó. Đi chưa? Quay. Kéo lên. Bắt đầu phần khó hơn nè. Quay. Đó, nó đơn giản lắm em. Nó đơn giản lắm. Lại tiếp tục. Tới phần thi thứ hai. Gì nữa? Đập tạ. Đập tạ để làm gì? Đập tạ để mình biết mình đập tạ. Ủa chứ không phải có cơ bắp hả anh? Đầu tiên em hãy dùng lưỡi nâng hai cục tạ này cho anh coi. Anh nâng được à? Em nâng theo cho. Cái phần nó như vậy phải tập luyện yoga, nó lạ lắm. Em làm được không? Không. Anh cũng đâu làm được không? Thôi quá. Tiếp tục. Hướng dẫn cho bạn. Sao cái gì khó khó cứ đưa tôi không vậy ta? Anh nâng lưỡi. Hả? Nâng lưỡi là ổng nói chứ tôi đâu có nói đâu. Bây giờ cái phần đỉnh nè. Tập yoga được là phải có sức khỏe, là eo phải thon. Đây gọi phó biểu diễn cái phần cơ bụng liền. Nói gì cơ bụng là bình thường sao hết, để là phát y cái dướng díu này khó chịu quá. Trời, có tiết mục cởi đồ nữa hả? Em bình tĩnh, không có sao, không có ói, không có mày ói nha. Thấy ghê lắm nè, thấy ghê lắm nè. Wow. Trời ơi, thấy ghê chưa? Yoga là cái bụng phải lượn vậy. Anh biết á. Chắc chắn một điều là em làm không được, tại vì không có bụng giống anh. Đó, bây giờ tới đội trưởng nè. Mình tập yoga không phải là mình giật cái ngực. Giật cái ngực là xưa rồi, bây giờ giật cái lưng nè. Anh coi nè. Hay chưa? Sợ rồi chứ gì. Nói em bây giờ em giật cái gì? Giật tóc. Dạ. Hoài nhập đứa đồng bọn rồi đó em. Và phần thi bây giờ là gì? Sau những tiết mục khởi động lớp học yoga, để hai tấm thảm mới để làm cái gì? Mệt quá. Để nằm nghỉ mệt chứ làm gì. Bây giờ bỏ qua đi. Thôi, nãy giờ dở, bây giờ phải vô đúng bài yoga này qua. Vô đúng bài yoga này qua. Phải khó, khó lắm nè. Cái gì nữa đây nè? Cái gì đây nữa nè? Yoga, phải ngồi thiền. Chắc mà hồi giờ bẻ quá. Được không? Hơi đau xíu nhưng mà đáng cố. Thấy chưa? Thấy đang luyện, ông luyện mà biết cái mỏ mà giật cho luôn vậy luôn, thấy ghê không? Luyện tồn khí vô cái môi. Thôi nghỉ đi, mỏi quá rồi, bỏ luôn hả? Cái phần nó khó quá à. Giờ đi, em muốn học sao? Em muốn làm gì? Tập xe đi. Giờ tập xe đúng không? Bộ môn này đơn giản quá. Anh tập trước đúng không? Là vậy nè, mình để đây là cái gì? Tập xe là sao? Là để hết chưa? Chịu chết mất.